Rồi, xin chào anh em. Thì hôm nay em có về được một đôi loa cũng khá là hot trên thị trường. Đó là loa Boss 601 Series 2 tuyệt đẹp ha, về để phục vụ anh em mình nghe nhạc, hát hò, karaoke. Thì đối với những dòng Boss thì anh em đã biết rồi, nó vừa đáp ứng được nghe nhạc lẫn hát hò. Và hôm nay em test cùng nói là một con Amply Lucma 58A, dòng chữ ký xuất âm tụ. Thì đối với 58A thì anh em đã biết ha, ghép G-Bell rất là tuyệt vời. Bắt khách thì mua con 58A để ghép G-Bell. Và con này thì nó chạy 4 sò sắt Hitachi kèm hai tụ lực nguồn khủng để xuất âm tụ, tiếng rất là ngọt ngào, thích hợp cho anh em ghép G-Bell. Và hôm nay em test luôn cùng với nó, đánh với lại Boss này cũng khá là ăn ý ha. Nhờ tiếng nó ngọt, nó đậm, không có bốc bay. Rồi thì em sẽ đi đến quay cận cảnh ha. Trước tiên là em quay con Amply nha. Amply thì nó còn tuyệt đẹp, 58A đây nè, nhôm phay ha, mặt vàng chanh phay nhôm rất là đẹp luôn đó, không tính lông mèo lông chuột, vỏ gỗ zin, vỏ gỗ zin của nó luôn. Con này thì zin đét 100%. Đây, hai tụ lực nguồn khá là to, vỏ gỗ là nguyên bản của nó hết, để bốn sợi sắt Hitachi phía dưới đây nè. Đấy, nó nằm ở đó đó. Đây là về phần âm ly, anh em thấy nè, những chân giác cắm của nó còn vàng ché à. Nó hơi tối tí ha, nhìn ché thôi. Và em sẽ quay về đôi loa, đôi loa còn tuyệt đẹp ha, và nguyên bản chưa vệ sinh, chưa lau bụi, anh em thấy nè, em quét cho anh em thấy nè, đó, nguyên bụi luôn nha, rất là đẹp. Và những con ốc anh em thấy nè, lâu năm tháng là nó phải như thế này, đây là không ai đụng đậy gì tới nó, nô siêu hóa nó vậy thôi, chuyện nhỏ mà vệ sinh mình làm nó sạch đẹp thôi ha. Thế là em để nguyên bụi nguyên mộc cho anh em xem, tuyệt đẹp đó. Thùng quách là miễn bàn luôn nè, quá là đẹp luôn. Rồi, phía sau cũng vậy nè, tuyệt vời. Những thùng quách là không có gì để bàn, em tuyển những đôi loa như thế này cho anh em chơi sưu tầm, rất là đẹp. Đây là một cái qua tới cái bên đây, bát màn tím ha. Con này là đời chót của 601 Series 2, là nó là kiền vàng tích vàng, đúng đời anh em, kiền vàng tích vàng là đời hay nhất của 601 Series 2 và đời cao nhất, giá nó cũng cao nhất trong các đời. Đây những con ốc là nguyên hiện hết, anh em thấy cái tép nó bụi bặm này, đó anh em thấy rõ không? Đó, nguyên hiện hết, rất là đẹp luôn. Đẹp. Đôi loa này góc cạnh là miễn bàn anh em nhé. Đây là lưới căng zin của nó đây, đây mát logo đầy đủ nha. Đây là loa em đã quay phần ngoại hình xong, thì em sẽ đẩy cái căng lại cho anh em thấy được cái toát lên cái vẻ sang trọng của nó, rất là đẹp. Tem mát logo đầy đủ anh em nha. Lâu lâu thì mới có những đôi 601 Series 2 nó đẹp như thế này. Còn anh em muốn kiếm đẹp hơn nữa thì thôi kiếm những đôi thùng xốp cũng chưa chắc là đẹp hơn đôi này đâu. Rất là đẹp. Anh em ngắm nha, đây là rất là đẹp luôn. Cổ kính mà lại sang trọng ha. Rồi, thì em cũng xin báo giá luôn. Đối với đôi loa Boss 601 Series 2 tuyệt đẹp như thế này đang có giá tại shop em là 31 triệu đồng, giá là giá bao ship toàn quốc cho anh em nha. Anh em chuyển khoản đủ em sẽ bao ship toàn quốc, anh em nào ship cọc thì lưu ý chuyển trước giúp 20%, và em không bao ship trong phí cọc. Cái thứ nhất, cái thứ hai là 1,5% cái tiền hóa đơn em xuất theo cái phần còn lại nữa anh em nha, nên nó rất cao. Thì những anh em đã biết em rồi thì đa số là người ta chuyển full, không chuyển đủ hết tiền để em bao ship cho nó gọn. Và ở đây gói của em bao ship là gói an toàn ha, gói an toàn mắc hơn tí xíu nhưng mà gói an toàn cho khách hàng chơi yên tâm. Rò rất là đẹp, tuyệt đẹp luôn nè.
Rồi, em sẽ mời anh em nghe thử một đoạn nhé. Rồi, tới đây em cũng xin kết thúc clip ha, và em xin nhắc lại một lần nữa với giá của đôi loa Bose 601 Series 2 tuyệt đẹp có giá là 31 triệu đồng, giá là bao ship toàn quốc cho anh em nha. Bao ship toàn quốc cho một đôi loa đẹp như thế này. À, anh em nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bao nha. Rồi, thế anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0346 12745. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.